5 năm trở lại đây, với sự thành công bùng nổ của các cuộc thi rap trên truyền hình như Rap Việt, King of Rap, có thể nói thể loại nhạc gai góc này đã tạo nên một cuộc cách mạng. Cuối cùng cũng có chỗ đứng trên thị trường âm nhạc Việt. Các rapper cả kỳ cựu lẫn mới nổi nhờ đó mà được công chúng đón nhận cởi mở hơn, không còn mang trên mình cái mác là lũ đầu đường xó chợ và được đón nhận nồng nhiệt giống như những nghệ sĩ đại chúng. Thời thế thay đổi, những cái tên bước ra từ các cuộc thi có được danh tiếng và lợi thế lớn trong sự nghiệp. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những anh tài phất lên mà không có một sự chú ý nào trước đó. Thậm chí, có kẻ còn không chỉ dừng lại ở chữ phất, mà còn đi xa hơn cả chính hắn tưởng tượng. Lâu G chính là một trong số đó. Năm 2019, chẳng ai biết Nguyễn Hoàng Long là ai. Nhưng chỉ ít lâu sau, 2020, 2021, rồi đến 2023, 2024, rap name Lâu G đã thực sự trở thành một thứ gì đó, một hệ tư tưởng, một rapper đi từ con số 0 nổi tiếng bậc nhất trong cộng đồng hip hop, với phong cách độc tôn, riêng biệt, khó mà nhầm lẫn. Thành công quá nhanh khi mới bắt đầu sự nghiệp không lâu, đến chính Lâu G còn phải tự vấn chính mình. Trong track Quá Sớm, Lâu G thắc mắc rằng liệu bản thân anh có xứng đáng với những thành công không tưởng đó. Tại sao một người với những mong ước tầm thường như Lâu G lại được ông trời ban cho những đặc ân mà chính hắn cũng không thể tin nổi? Vậy là Lâu G chó ngáp phải ruồi à? Không, không hề. Tất nhiên là ai cũng cần may mắn cả, nhưng thiên tài mà gặp đúng thời thế thì lại là một câu chuyện khác. Trong video này, hãy cùng Spider Room tìm hiểu tại sao Lâu G lại thành công nhanh chóng đến như vậy bằng thứ nghệ thuật giải trí không giống ai, qua bài viết của tác giả Bob Hehe nhé. Bắt đầu thôi nào. Câu hỏi đầu tiên, chàng trai trẻ Nguyễn Hoàng Long đã trở thành rapper tay ngang có tên là Lâu G ra sao? Lâu G tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997 và là một thanh niên đến từ Hà Nội. Xuất phát điểm, Long không được đào tạo bài bản về âm nhạc vì không thể theo nổi học bổng 50% của trường BUV, British University Việt Nam. Hoàng Long đã chọn theo học khoa kinh tế quốc tế của trường Đại học Ngoại thương vì một lý do rất buồn cười. Đó là nghe tên khoa chất phết. Hiền hòa vật thân thiện, thỉnh thoảng lên hướng trầm điểm, 4 năm trước đỗ ngoại thương, không cần nâng điểm. Học trường ngầu, nhưng những kiến thức mà Long được học lại chẳng khiến anh hứng thú. Những môn học khô khan và nhàm chán khiến cho Long càng lúc càng mông lung với con đường mà mình đã chọn. Do vậy, Long chỉ cố gắng đi học để qua môn. Còn nơi mà anh được thỏa sức búng xõa khả năng của mình lại là trên sàn nhảy, nơi âm nhạc và nhịp điệu là thứ mà anh có thể kiểm soát được. Trên danh nghĩa là một dancer, một vũ công, Long đã đạt được những thành tích vô cùng đáng nể. Và năm 2016, Long gia nhập tổ đội Last Five Crew, một nhóm nhảy có tiếng với những cá nhân không chỉ giỏi nhảy mà còn xuất sắc ở đa lĩnh vực, nổi bật như đạo diễn Phương Vũ của Anti-Anti-Art. Năm 2017, Long cùng đội tuyển Đại học Ngoại thương đã giành chức vô địch giải đấu VUG khu vực miền Bắc, bộ môn nhảy đối kháng. Sau đó, Lâu G đi sâu hơn với bộ môn Gloving, một thể loại nhảy sử dụng chủ yếu là bàn tay, ngón tay cùng găng tay và đèn neon, rồi cũng gặt hái được những thành tích lớn trên đấu trường quốc tế. Năm 2018, Long vô địch giải Gloving Online Thế giới Lizon mùa 2. Thú chơi găng tay này lại dẫn Long đến với một ngạch khác mà ít ai biết. Long cùng những người đồng đội thai nghén Void Dreamer Gloving Việt Nam, trung tâm phát triển, quảng bá và giảng dạy Gloving. Dự án này còn được Long mang đi dự thi ở cuộc thi khởi nghiệp cùng Kawaii 2018. Bài thi của team Long là bài thi duy nhất có liên quan đến nghệ thuật trong đêm chung kết và thậm chí còn đạt giải nhì. Với bàn đạp này, việc tạo được một cộng đồng Gloving riêng đã giúp cho Long có được thu nhập ổn định so với một sinh viên mới ra trường. Nhưng một cú twist nữa lại tới. Tự nhiên một ngày có một bên bảo Lâu G rằng: "Viết cho anh cái verse rap này anh cho mày 5 triệu. Long ngây thơ nghĩ bập: "Ôi, viết verse rap tự nhiên lại được 5 triệu, sướng quá." Thế là hắn tự nhiên kêu luôn con beat đó. Và không ngờ, tự nhiên bài ấy nổi. Và thế là chúng ta có Hà Nội thứ 7 phải lên đô. Không khó để thấy trước khi làm rapper, Long cũng là một vũ công không hề tầm thường. Tức là trong người hắn lúc nào cũng có nhạc rồi, mà nhảy thì cũng phải từ nhạc mà ra. Cái duyên với âm nhạc của chàng trai này bắt đầu bén rễ lúc nào không hay. Kể từ đó việc làm nhạc cuốn Long đi, anh nhận ra việc nhảy trên nhạc đã vui rồi, việc làm ra nhạc còn vui hơn nữa. Cuộc đời Hoàng Long lật ngửa ra như chữ N trong tên thật, thêm dấu ngoặc để thành chữ W. Và chúng ta có Lâu G đến từ tổ đội rap nhà Lam.
Thế nhạc Logi thì có gì hay? Là một rapper, tốc độ thành công của Logi phải gọi là phi mã khi so sánh với những đồng nghiệp cùng thời. Có một khoảng thời gian series chán gái và tán gái của anh đã viral khắp các mặt trận mạng xã hội. Flow chân chu như là chu trên, hai bà đập phá như là Miley. Chilling when I'm chilling, that's a new game. Em đổ dead lại bỏ sai đi. Những bài này nghe thì như là nhạc chế, nhưng thật ra lại không hề đơn giản như vậy. Giống như một tô phở ngon cần có nguyên liệu xịn. Chất liệu trong nhạc của Logi có những gia vị hấp dẫn riêng. Logi tự gọi âm nhạc của mình đơn giản là nghệ thuật giải trí. Trên thị trường rapper lúc bấy giờ bắt đầu nổi lên những xu hướng những người rap có kỹ thuật, chơi vần khó, flow khó. Nhưng Logi đa phần thấy họ lại sử dụng những kỹ thuật này để so trình, rap chiến. Hip hop không chỉ có như vậy. Với Logi, hip hop là để chơi, để thể hiện cái cá tính của anh ra bên ngoài. Logi luôn đưa sự thoải mái đó ra bằng chính con người thật của mình qua những câu chuyện quen thuộc. Giả dụ như là ở series tán gái, Logi không chỉ đơn thuần viết về nhạc tình yêu hay là việc thích một cô gái, mà đó còn là cách mà chàng trai trong câu chuyện thể hiện mình qua việc tán gái đó. Tobacco, Sasuke, Tamin. Từ ngày em ra đi anh bị Rasengan quá tin. Phòng trên con Amaterasu Suzuki anh nhớ. Bật chế độ vodka, Sharingan nhiễm mỡ. Logi vui tính như thế nào thì bài nhạc của anh cũng phải funny như thế. Giống như văn hóa hip hop của người da đen, suy nghĩ của họ như thế nào, cá tính của họ ra sao, là họ rap y chang như vậy. Logi bằng một cách tự nhiên đã chạm đến cái tinh thần lớn nhất của dòng nhạc này, đó là real, là chân thật với con người của mình. Để mô tả âm nhạc của Logi thì rất đơn giản. Tao làm tao tự cười. Nếu như những bài nhạc của Mr. Siro có thể làm bạn tự cười. Nếu như những bài nhạc của Mr. Siro có thể làm bạn ôm mặt khóc ngay lập tức, thì nhạc của Logi bật lên một cảm xúc trái ngược, tức là nghe một cái là phục cười. Chất hài trong nhạc của Logi luôn là một gia vị đặc sản. Những câu lyric hài hước không chỉ giúp bài nhạc đi thẳng vào trí nhớ của người nghe, mà còn có tính gây nghiện, dễ rap, dễ thuộc và đẩy bài rap nhanh chóng viral. Tưởng là em chất như thế nào, hóa ra là em bắn thuốc lào. Đôi khi có những người nói nhạc của Logi là hài nhảm, nhưng hài nhảm không có nghĩa là nhảm nhí nếu như nó thật sự bất ngờ và được deliver khéo léo. Lấy ví dụ như là bài Sim Gái 808, Logi sử dụng một con beat cực kỳ weebu và cũng là một nhạc meme có tiếng ở trên Internet. Do đó, Logi đóng vai là một chàng trai thích một cô gái đến mức ám ảnh nhưng lại cực kỳ hề hước. Logi viết ra những câu nghe rất láo nháo như là: thế em xem nhạc anh cũng muốn ngồi cạnh em để nghe theo. Nhạc em nghe như lời nhưng vì mê em mà anh lại mê nó. Hay buồn cười hơn nữa là câu rap được lấy từ chính trải nghiệm quá buồn ẻ mà đi vào nhầm nhà vệ sinh nữ của Logi ở trong câu: lòng nếu em là người yêu anh sẽ chiều đến mức em sinh hư. Viết cho em nhìn là thư khi ngồi trong phòng vệ sinh nữ. Chất ngông nghênh và hài hước này có được làm khéo hơn trong những bài như là Càng Cua. Trong verse 2, Logi đi một loạt vần bằng những từ viết tắt của những từ chửi thề, những từ nhạy cảm như là rồi bỗng nhiên Logi nhắc tới triều đình VTV bằng cách phát âm đi vần với hội ở trên. Nghe vừa láo lếu, vừa buồn cười, nhưng không thể bắt bẻ được gì, vì đúng thật là Logi chẳng có ý xấu gì cả. Đúng thật là nhạc này có mang lên VTV được đâu. Song đối tượng khán giả của Logi đa phần là những bạn trẻ, những bạn học sinh, sinh viên, nên với họ, ngôn ngữ rap chầu chầu của Logi nghe rất vào tai. Sự gần gũi này còn rõ hơn trong cách mà Logi thể hiện mình là một thanh niên thủ đô chính hiệu. Nhạc của Logi dễ dàng bắt gặp những hình ảnh đậm chất Gen Z của Hà Nội như tên 36 phố phường, Trần Huy Liệu, Lương Định Của hay là Chùa Láng, Sơ Cục Hay, Cha Đá hay là những khu tập thể đầu đời. Nghe nhạc của Logi giống như là ngồi nói chuyện với một ông bạn thân ở quán trà đá vậy. Chỉ cần một cốc trà, một đĩa hướng dương và dăm ba thanh kẹo lạc, thế mà nói được bao nhiêu chuyện. Đi thì nhanh nhưng mà cầm cốc nước, tao là cháu cụ rùa Hoàn Kiếm. Chuẩn, dài phố bên đường chả có gì ngoài cái nhiều thời gian hơn tiền. Ok, nên là chill day, chill, chill day, nên là chill day, chill, chill on. Cực kỳ lém lỉnh trong cách đi vần, nhưng flow của Logi không thể hay đến vậy nếu như thiếu đi chất giọng đặc trưng. Logi có một chất giọng trầm và phát âm có cách nhấn nhá rất riêng. Đặc biệt, Logi không bao giờ tỏ ra hổ báo cáo trồn mà rất thong thả trong cách nhả vần, giống như một điểm giao cân bằng giữa rap và nói chuyện bình thường. Nhờ vậy mà những câu rap của Logi nghe nửa đùa nửa thật, đôi khi rất nhắng nhưng đôi khi lại vô cùng cuốn hút. Ngoài ra, Logi còn luôn làm mới âm nhạc của mình bằng việc thử sức với những thể loại âm nhạc mới. Điển hình như là bài nhạc Thiên Thần và Ác Quỷ thuộc thể loại horrorcore hay là rap kinh dị.
một thể loại khó nhằn, đòi hỏi kỹ thuật storytelling cao mà không nhiều rapper ở Việt Nam thử sức. Mùa em bắt đầu bong máu bật ra mặt dần tái, tay bẻ ngược sang trái, cọc mặt tao rộng vươn ra như dại. Trả thù cho em đi anh được vì em vui. Em sợ. Trả thù cho em. Có thể thấy Lâu G không gò ép bản thân mình trong bất kỳ khuôn khổ nào. Nhạc hài cũng có, nhạc suy ngẫm về cuộc đời cũng có, châm biếm thì cũng có. Cách đi nào cũng đậm chất đời thường, nên rất dễ tạo ra thiện cảm và đi vào lòng người. Như một cốc nước lạnh đã khát khi trời nóng, Lâu G mang đến một kiểu nhạc mới trên thị trường rap vốn cực kỳ căng thẳng và ganh đua. Nó thoải mái, gần gũi, nó hài hước, đậm chất giải trí, hoặc đơn giản là nó hay và nó real. Đôi khi bên cạnh những thứ hào nhoáng màu mè, âm nhạc thoải mái của Lâu G nhờ thế mà có sức hút độc tôn. Bằng thứ âm nhạc độc tôn ấy, thành công không tưởng đã đến với Lâu G. Chỉ trong vài năm, Lâu G liên tục ra thêm những single và gặt hái những thành công không tưởng. Rapper này còn kết hợp với những nghệ sĩ khác và luôn mang đến những màu sắc thú vị cho những bài nhạc đó. Một số nhạc phẩm nổi bật có thể kể đến như là An Thần kết hợp với Thắng, hay là Có Em, song ca của Madihu. Và chấn động nhất có lẽ là màn kết hợp với rapper Baby No Money, rapper có tiếng ở quốc tế đến từ Canada xa xôi. Lâu G còn có cơ hội được biểu diễn ở A Color Show, một sân khấu nổi bật bởi những nghệ sĩ có màu riêng, cá tính riêng, những cái tên quốc tế lớn như là Billie Eilish, Alicia Keys, Dean, Joji đã từng biểu diễn ở A Color Show. Có lẽ tham vọng vươn ra thế giới của anh chàng này đã bắt đầu rồi. Việc chờ đợi nó bùng nổ có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Dần dần Lâu G xây dựng được một cộng đồng nghe nhạc riêng của mình. Nó lớn mạnh đến mức cho thấy độ nổi tiếng của Lâu G ở trong giới underground cũng chẳng thua kém gì những nghệ sĩ mainstream cả. Như bản thân tôi thấy từ lúc nổi lên đến bây giờ, Lâu G chưa flop lần nào cả. Hình ảnh trẻ trung và ngoại hình điển trai cũng khiến cho Lâu G lọt vào mắt xanh của những nhãn hàng, chẳng hạn như là K-pop, Beer Big Eyes, Sprite. Mặc dù siêu thành công, nhưng Lâu G vẫn giữ được hình ảnh gần gũi, thân thiện với khán giả. Đó là nhờ công không nhỏ của Dương Phin, cô bạn gái gắn với chuỗi vlog vô cùng đáng yêu và hài hước, qua đó làm cầu nối cho fans với một Lâu G chân thực, đời thường nhất. Những tương tác của cặp đôi này trên mạng xã hội cũng thường xuyên viral nhờ sự hề hước đến mức ngớ ngẩn, như là lần Lâu G chuyển cả 100 triệu cho Dương Phin nhưng mà vẫn không biết là chuyển tiền gì, hoặc khi Lâu G thuê các anh da đen nhảy hip hop tặng bạn gái nhân ngày lễ tình nhân. Nhiều fan của Lâu G hẳn cũng biết sự nghiệp của rapper Lâu G lên như diều gặp gió cũng nhờ nhiều vào sự hậu thuẫn của Dương Phin. Trong hầu hết các MV, dự án của Lâu G đều có ghi credit của Dương Phin là người quản lý dự án, và hầu như những công việc đằng sau sân khấu đều do cô gái này đảm nhận. Chẳng trách vì sao họ lại gắn bó đến vậy, khi gần như Dương Phin đã cống hiến cả cuộc sống của mình cho sự nghiệp của bạn trai, vô cùng đáng nể phục. Nếu như ở thế hệ trước, những người làm nhạc nói chung thường phải đi qua những con đường chính chuyên như là nhạc viện, học chuyên nghiệp, thì với thế hệ của Lâu G hay là của chúng ta, điều kiện và quyền được làm nghệ thuật được chia đều cho tất cả mọi người. Khi được hỏi sống ở trong thời đại này, làm rapper có gì khó? Lâu G nói rằng bạn hoàn toàn có thể trở thành một rapper với một cái máy đánh nhịp, nhưng khi ai cũng làm được thì bạn phải là người làm giỏi nhất. Khi khán giả càng có nhiều quyền lựa chọn, cuộc đua của các nghệ sĩ tự phát đòi hỏi tính chỉn chu cao và nhất quyết là phải có chất riêng. Đó chính là bí quyết thành công của Lâu G, là sự thoải mái, sự chỉn chu và âm nhạc phải thành thật với bản thân của mình. Tôi cho rằng việc nói Lâu G ăn may là có phần hơi quá đáng, nhưng nếu dùng một từ, tôi vẫn thích dùng từ duyên cho chặng đường âm nhạc của anh chàng này. Gặp thời mà không có tài thì cũng xịt thôi, đúng không anh em? Mọi thứ đến với tao nó quá sớm, quá sớm. Tao cũng chả biết nói gì hơn. Vậy con đường phía trước có gì đáng mong chờ ở Lâu G? Sau hàng loạt những single nổi tiếng, chắc hẳn chúng ta đang rất nóng lòng được thưởng thức EP, album đầu tay của Lâu G. Lâu G từng chia sẻ, có những dòng nhạc mà anh làm một lần rồi thôi, nhưng có những thể loại mà anh làm sau một bài là cảm giác có thể làm thêm nhiều bài như thế nữa, và rồi gộp lại thành một EP. Thời gian vừa qua, Lâu G cũng cho thấy những tín hiệu dấn thân vào con đường chuyên nghiệp. Những phần biểu diễn của Lâu G trên những sân khấu âm nhạc lớn đều được biên đạo công phu và rất hoành tráng, cũng là cơ hội để Lâu G được thể hiện những phần vũ đạo điêu luyện của mình. Vừa biết rap, vừa biết sáng tác, lại còn trình diễn không tồi. Lâu G có thể nói là đang hướng tới hình ảnh một nghệ sĩ toàn diện. Chưa biết cảnh này sẽ đưa anh đến đâu, cùng chờ đợi thêm chủ tọa Lâu G còn điều gì đang giấu bài nhá. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!
We'll be right back.